Dạ vâng ạ, tiếp tục đó vẫn là những kiện hàng, đó là những cục hàng lên xe để gửi đi cho tất cả các bác khách hàng đây ạ. Hôm nay thời tiết ở chỗ em thì có hơi mưa phùn một chút và cũng trời trở lạnh. Và ngày đầu tháng, mùng 2 tháng 4 của năm 2020, dương lịch của nó hôm nay là 24 tháng 4 ạ. Vâng ạ, ông xã em đang hỗ trợ cho anh em để đưa những kiện hàng lên. Hôm nay thì cũng rất là nhiều hàng ạ. Những đôi súp, đây là những đôi súp các anh nhé, đôi súp của Mỹ Xịt. Còn anh em đang đưa lên xe kia đó là những bộ mic của VVS, những chiếc Van Houten KM320, những chiếc lâm tiếng Pharrell, những đôi loa của B3X12i, hàng mới xịn. Hàng ngày thì chúng em cũng được tiếp mà các bác khách cũng như là đóng được nghe điện thoại chốt những đơn hàng để gửi đi cho các bác khách ở xa. Thì vì điều kiện thời gian nó không cho phép nên là chúng em cũng không có được những video cụ thể test từng sản phẩm một. Nhưng những đơn hàng mà chúng em đưa lên xe đây, chúng em cũng trước khi gửi đi chúng em cũng đều test rất kỹ, anh em cũng kiểm tra những sản phẩm. Và những đôi loa thì chúng em nếu là hàng bãi chúng em sẽ vệ sinh sạch sẽ, những hàng mới thì chúng em quay và test chất âm thật kỹ càng. Những chiếc vang là đều đã chỉ sẵn hết cho các bác rồi. Thì khi các bác về nhà chỉ việc đấu lối tín hiệu cũng như là cần hỗ trợ thêm kỹ thuật thì các bác hãy điện thoại cho chúng em để cho chúng em hỗ trợ đấu lối tư vấn thêm cho các bác. Được kết nối những sản phẩm thiết bị âm thanh làm sao được ra tín hiệu chất lượng âm thanh đạt chất lượng cao nhất các bác nhé. Thì đây nó là những đôi súp rất là to, những đôi loa thì hôm nay đơn hàng đi cũng rất là nhiều ạ. Cũng rất là mong sao thời điểm dịch bệnh qua một cách rất là nhanh để có được nhiều thời gian cũng như là có nhiều cái tinh thần phấn khởi, hứng khởi hơn phục vụ các bác, và để cho các bác cũng như là tham khảo biết được đến nhiều những sản phẩm thiết bị âm thanh cao cấp của bên cửa hàng âm thanh Alo chúng em. Và hôm nay có là một đầy xe chú em đây bọc xốp rất là kỹ các bác nhé. Thì khi hàng vào tới nơi thì cũng rất là mong các bác bớt chút thời gian bóc những cục hàng này ra, bóc những kiện hàng này ra, hay là bóc những đôi loa kia sạch ni lông ra để các bác kiểm tra. Một bao keo bảo dưỡng em gửi cho các bác nhá. Một bao keo bảo dưỡng gân loa. Đây là những hộp keo bảo dưỡng gân loa các bác nhé. Này tổng khoảng độ 40 hộp các bác nhá. 40 hộp keo bảo dưỡng gân loa gửi cho các bác. Vẫn còn một mấy đơn nữa ở trên bàn, chị biết buổi trưa chưa kịp đi. Vẫn còn một số đơn hàng nữa nhưng mà anh em vẫn chưa kịp đóng. Thì được cái là ở gần địa điểm nhà chúng em, cách bưu điện nó tầm khoảng trên một cây số, nên là sau khi xe anh em bưu điện bắt buộc phải xuống đóng hàng và cũng như là đón hàng đúng thời gian. Thì anh em ở nhà bên cửa hàng là sau thời gian đó là sẽ tranh thủ đóng những đơn hàng tiếp theo và trở lên bằng những xe máy, hoặc chúng em sẽ hỗ trợ những chuyến xe để trở lên bưu điện để cho kịp giờ để gửi đi cho các bác ạ. Thì các bác có nhu cầu liên hệ hoặc cần tham khảo tư vấn hãy liên hệ với chúng em qua các số điện thoại 0365888988, 0368891555. Các bác sẽ để chúng em hỗ trợ cho các bác tư vấn cho các bác một cách nhanh nhất, gọn gàng nhất để các bác lựa chọn được những sản phẩm âm thanh cao cấp chất lượng. Đây ạ, rất là nhiều sản phẩm. Đây là những nọ keo dưỡng, có bác thì lấy 2 nọ, có bác lấy 3 nọ, có bác thì lấy 1 nọ để bảo dưỡng cho những đôi loa của mình. Vâng ạ, thì các bác ở xa vui lòng nhận chờ hàng giúp em nhé. Khi hàng vào thì rất mong các bác bớt chút thời gian, bỏ một chút thời gian ra bóc những cái cục hàng kia ra, kiểm tra xem hàng đến nơi có an toàn hay không, có bị vỡ hay bị méo gì không, để lúc đó nhận hàng nó làm sao để giữa chúng em cũng như với các bác được nó có một cái tâm lý thoải mái nhất. Khi hàng vào mà các bác điện cho chúng em và đã nhận hàng an toàn thì chúng em cũng rất là yên tâm, yên trí để tiếp tục cho những đơn hàng khác các bác nhé. Thì bên cửa hàng chúng em thì cung cấp rất là nhiều những sản phẩm thiết bị âm thanh, từ những bộ bình dân cho đến những bộ cao cấp. Thì các bác có nhu cầu liên hệ với chúng em để chúng em hỗ trợ tư vấn thêm. Thân ái chào tạm biệt các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo ạ.